Ai, lên bàn cân, lên bàn cân. Nay lại lên gọi là cân lóc này. Đấy, sáng nay là mới được em, chiều nay là lại được em này. Thì biết con này như thế nào đây. Wow, con này rất là béo này, béo núc béo ních luôn đấy. Xem em này là chúng ta sẽ xem được nó bao nhiêu nè. Con này 1 cân 2, 1 cân 2, 1 cân 2 thôi, nhỏ hơn con hồi sáng này. Con hồi sáng này là to hơn, sáng này là cân 45, gần là cân rưỡi, con này cân 2, đàn em của con kia đấy. Còn tươi nguyên. Rồi.